nó giống như là để cho em suy nghĩ là à nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn, open là em open chủ động là em open liền luôn. Xong cái em hỏi câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn, hỏi một câu thẳng thắn rồi. Lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau? Lúc em nói mình là người yêu của nhau. Wow. Wow. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin giới thiệu, em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu với búp bê. Dạ xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Vương Triệu Vương. Vương, năm nay em 26 tuổi và nghề nghiệp của em là làm về công ty event. Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? Tại vì dạ, hơi tại đen. Em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Ở nhà em hay kêu cưng búp bê sô-cô-la. Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô-cô-la đó là khi nào? Đó. Dạ cách đây 10 năm. Tụi em là chị em. Wow. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân, là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc trong công ty. Dạ. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi, thì lúc đó anh không có bạn thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Trinh đó, chị Trinh cho em đi chơi với nha, chị Trinh, tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ. Vẫn khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau. Tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Nói nghe nè, đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ ở bên Singapore. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Ừ. Thì cứ đi theo người anh đó, rồi cứ đi chơi với anh đó, rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Ừ. Trọng tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao lại chọn cô này. Em đẹp đúng không? Cái gu của em thích là một cô gái cá tính. Nhảy hip hop đồ đó, rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng tự cảm. Nhiên nó có một cái cảm giác gì đó nó sét đánh em trước. Em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. À kiểu lúc đó là thấy gái đẹp tên. Khi mà em gặp lại. Dạ. Em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm nhận được đâu. Chưa cảm nhận được. Với lại là một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm. Tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Dạ. Em là một cái đứa nó già chứ quỷ, xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á, là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá. Giấu lâu. Ôi nhưng mà đến khi nào thì đó thì dạ, đến trong một cái sự kiện nào? Dạ đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn, thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sao không quen nhau đi. Từ những cái câu nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là à nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động là em open liền luôn. Xong cái em hỏi câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn, hỏi một câu thẳng thắn rồi. Lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau? Lúc em nói sao? Mình là người yêu của nhau. Wow. Dạ trả lời liền luôn. Mà đó luôn. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ trong cái tiệc đó luôn. Có tên luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn, đi khắp đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Đi mô tô hết luôn. Rồi giờ sao em ngồi nổi?
Dạ. Mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ chồng nhiêu ta? 1962 á. 1962. Sao đó coi là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ trời ơi, em phải cung cấp hình của dạ. mẹ chồng em cho chương trình mới được. Tại trời vì em cũng phải. Hay quá vậy. Hết hồn luôn á. Đi mà khủng hoảng luôn đi. Bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, dạ. em có bị sốc không? Em hơi sượng. Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai hết. Dạ. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè. Xong rồi gặp mẹ chồng, cái mẹ chồng đi chỗ khác chứ. Xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà, giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ lần thứ hai về thì rất là khác. Đây con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi luôn. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà biết ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có 1 tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn. Cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn nhưng gia đình cấm luôn. Dạ cấm luôn. Cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, không có được quen như vậy. Nói chung là cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đó không? Dạ gặp luôn, gặp luôn. Xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Là trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen ông này. Đó là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Làm ra nó bành. Thì bây giờ, tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với em nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em. Nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút. Lúc nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông gia đình em cũng không biết. Không biết. Dạ, anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Ảnh ý ảnh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì. Cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà vô ở chung. Ổng có nhà mà không ở, không ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao? Chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi, cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nè. Nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn. Có như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em? Dạ có, lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Vài tháng. Cái xong cái em nói ủa định quên luôn hay gì vậy? Không cầu hôn tôi gì vậy? Em này tự người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ. Cái nói em làm chồng anh nha. Tay đúng. Em làm chồng anh nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Cùng một nội dung.
cùng một nội dung nhưng mà cách nói khác. Ừ, sao lúc đó chữ rồi. Em nó bay văng nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá chứ. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần ba. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á. Rất là đông, thì lúc đó Mia khóc giống như khóc òa luôn. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc, đúng không? Cảm động. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan mới cưới nhau được. Rồi cứ làm đi tụi em đi, cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Tụi em quên luôn á. Dạ, thật ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi quên. Quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sinh đó rồi khai sinh cho con là rất mệt. Đúng luôn rồi. Đó. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm liền. Vậy là một năm hả? Lấy làm được một năm mấy rồi? Tháng 1 năm 2019. Dạ. Rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Đó. Chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy, xong cái em anh lấy em đi giặt cái là thôi. Con mắt đứng giặt chưa dơ. Trời ơi nó túi quá gì em chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Sao nết ngủ sao? Tự ngái xong tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nào. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Rồi nói chung mỗi ngày em phải sống với lại sóng gió bão táp, lúc mà ban đêm vậy á em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái là nó thấy mẹ rồi ôi hận quá lỡ trao thân rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không, vậy lâu lâu mới một lần. Bây giờ không có là không được. Bây giờ không có là càng tốt. Mỗi khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng á giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ hẳn giấc luôn không ai. Nhưng mà buồn. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè, xinh đẹp nè, có ghen không? Dạ ghen mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Đó giờ có cái mặt theo điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có. Có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ông giống như bị sượng đơ mà kiểu cười em mà nhìn là em biết cười mà cứng họng. Mà hỏi ổ ghen hả? Không cơ. Lúc đó không có làm gì hết. Em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em lại ngồi kế bên nha. Rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ổng áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây, thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh xám muối đẹp trai quá đi. Xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về rồi vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Tại ông rung tay không phải không thèm quay luôn, nổi điên quay chỗ khác. Dạ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu múi cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ, chú này thật sự luôn. Dạ. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm, tại vì đã ở dưới cái dây thì nắm dây thì vợ em thì đứng dây, còn cái anh thầy đó đứng đằng sau ảnh cứ vịn ảnh cứ sao sao á, phải giữ eo đồ, rồi khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Ừ, trời. Nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là hiền luôn á. Dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên giận lên là giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát
ra một cái câu nào đó làm tổn thương Yến chưa? Tức là im lặng. Dạ. Ghen cũng trong im lặng. Dạ. Giận cũng trong im lặng. Hơi để bụng một xíu. Và ủa vậy hả? Để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết. Là chứ nó không phải là nó. Rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Coi như là ép xuống đó thì xuống bao tử ruột non ruột già tống vẹt ra ngoài sao? Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng rồi. Đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm. Chỉ có là ngủ nhiều, hơi làm biếng. Nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu, thí dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn, để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc, cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy, có đâu có dơ đâu, là bươi cũng ra. Mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết, xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm, ở nhà chửi em hoài. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên, ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa không? Có đập đồ không? Có, nhà có đập đồ. Lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi. Vợ mà nóng là em phải lạnh. Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mồi mỏi tay tự nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ ông không cho cả điện thoại lửa điện thoại là cất lại chết rồi chị ơi, em nằm trong cái dạng đập đồ ngu trời vậy là đập điện thoại, có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn. Dạ đúng rồi, em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại, em đập tivi, em đập tùm lum. Xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô, thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó. Cái em bình thường là em sẽ xếp, em lao gọn để em sắp xếp lên, tới chừng em đi em luôn. Trời ơi má ơi, như vậy là bây giờ á, cái chỗ nào má hay đập đồ á, sắm đồ nhựa hết. Mỗi lần gây lo cái đó, để cái gì mà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà, thăm nhà, biết thường nhá, mày xài đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi. Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại, chặt lại một cái, xong nhìn em một cái. Bình tĩnh, giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Nó là tình bỉnh. Cái đó con. Em tình bỉnh con. Em tình bỉnh con. Giống như em về làm chồng anh nghe đó. Anh hỏi nè, rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy. Vẫn yêu thương em, vẫn lo chăm sóc cho gia đình. Rồi vẫn xinh đẹp, vẫn hát hay. Rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi. Tại vì em cũng không có muốn thay đổi. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi. Trời ơi, rồi nó đập đồ nữa thì tiền đâu mà sắm ông. Mà phải mong dòng. Muốn thay đổi. Nhân cơ hội này em phải mong muốn đi. Em phải bớt nóng lại, bớt chửi anh lại. Nhẹ nhàng lại chút xíu, đừng có đàn ông quá. Giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó. Đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Mà muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em á, chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương, dạ, so cute. Cần gì hết. Dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Xì. Đừng có nói lộn nữa. Tình bính, em tình bính. Tình bính. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gốc chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia nọ, nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới, có một người bạn gái mới hay gì đó, hay là có một người nào đó để ý mới, thì hãy nói với em. Em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy trơn á, là em cho anh đi với người đó nè. Giờ chị đổi, chị chỉnh chút xíu thôi. Em đừng có nói cái chữ là yêu người mới. Em phải nói nó sớm hơn, có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em.
Đó, nhớ nghe, nhớ nghe. Dạ, dạ, dạ. Đó là chận từ cái thủa bơ vơ mới về. Chứ không mà quen rồi là thấy là vô vô tới quen nhà. Quen rồi là nó vô tới nhà rồi đó. Dạ, dạ. Hai đứa cưng quá. Ừ, dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe. Lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không? Nó chưa trọn vẹn. Hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này, có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên mẹ. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi thôi, trả lời, trả lời. Trả lời. Trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn, một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Dạ. Và không có gì hơn là chúc hai bạn có hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được, màu màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ.